hoa rất là đẹp và thơm. Đây bông hoa đây, quay quay lại đây, bông hoa đây, bông hoa rất đẹp và thơm. Đấy, nay mình cho cây này, cây hoa hồng này lên chậu để chuẩn bị chơi Tết. Đấy, bắt đầu. Đất hơi cứ nhiều đất khó. Dừng đi, dừng đi này. Trước khi đánh cây thì mình bó cây vào, bó cho nó gọn, nó dễ đánh. Khi nó lên chậu rồi thì nó sẽ lại bỏ ra. Rất là gọn. Đất này đất thó quá xấu luôn. Đó, bắt đầu bật cây lên, quay sát ở dưới này, không đứng ở ngoài đấy nó quay, nghe một chút ở dưới thôi. Đấy. Xong rồi, nó đang quay sang. Lúc rất tuyệt. Cho vào chậu. Rồi. Okay.